Chào mừng quý vị và các bạn đến với Blog Tim Thi Thi. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật thoải mái với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bây giờ thì mời quý thính giả cùng đến với chuyên mục Chuyện Lạ. Chúng ta cùng lắng nghe những câu chuyện hấp dẫn và đặc sắc được cập nhật từ khắp nơi trên thế giới. Đã bao giờ quý thính giả bắt gặp hình ảnh của những cô gái dân tộc với chiếc cổ dài ngoằng và hàng chục chiếc vòng vàng được đeo vào trong đó? Đó thực sự là những hình ảnh chân thực được chụp lại chứ không phải là những hình ảnh bị Photoshop. Đó thực sự là những người phụ nữ tại làng cổ Karen nằm trong một thung lũng phía Bắc được xây dựng bởi chính phủ Thái Lan. Quý thính giả có biết không, chỉ có phụ nữ thì mới có cái cổ dài ngoằng này, còn những người đàn ông thì vẫn bình thường như chúng ta. Vậy thì tại sao nhỉ? Chắc chắn là không phải do tạo hóa rồi. Vậy thì nguyên nhân nào mà những người phụ nữ ở đây lại có cái cổ dài ngoằng như thế này? Chúng ta cùng tìm hiểu. Những hành động đầu tiên khi du khách nhìn thấy những người phụ nữ cổ dài này đó là đếm số vòng trên cổ của họ. Càng nhiều thì càng chứng tỏ họ giàu có và hạnh phúc. Lịch sử của làng cổ dài Karen, chị An Mai. Làng cổ Karen nằm trong một thung lũng phía Bắc được xây dựng bởi chính phủ Thái Lan để thu hút khách du lịch. Tại ngôi làng này thì du khách đến đây có thể tìm hiểu về cuộc sống, văn hóa và phong tục của những người cổ dài Karen. Du khách có thể bắt gặp những cô gái đeo vòng kim loại quấn quanh cổ, tay, đầu gối và chân. Karen là một bộ lạc có nguồn gốc Miến Điện, nhưng vào khoảng những năm 1980-1990, họ bị truy đuổi đến Chiang Mai để định cư. Mặc dù họ đã di cư đến nơi này trong hai thập kỷ, nhưng họ vẫn duy trì văn hóa riêng của họ là chế độ mẫu hệ và cổ dài cho tất cả các cô gái trong làng. Khi các bé gái được 5 tuổi thì bắt đầu chúng sẽ đeo vòng cổ bằng những vòng đồng quanh cổ. Số lượng vòng sẽ tăng lên sau 4 năm một lần và sẽ gắn bó với các bé gái cho đến cuối đời. Các vòng được đeo chồng lên nhau làm cho cổ của các cô gái này càng ngày càng dài ra. Sau khi đeo quanh cổ thì các cô gái sẽ không tháo ra nữa. Một số phụ nữ có cổ dài tới 25cm với hơn 20 vòng tròn và nặng tới vài ký. Theo quan niệm của dân làng cổ dài Karen thì người phụ nữ có cổ càng dài thì càng thể hiện được sự giàu có và hạnh phúc. Ngoài việc đeo vòng cổ, nếu như gia đình có điều kiện thì các bé gái 10 tuổi cũng sẽ đeo vòng chân. Làm thế nào để đến làng Karen Chiang Mai? Karen Long Net Villa nằm sát bên dưới giữa Thái Lan và Myanmar, là nơi cách Chiang Mai khoảng 180 km, cách thành phố Chiang Rai khoảng 30 km, nằm phía sau đường cao tốc 1019. Từ Chiang Mai thì du khách có thể sử dụng các phương tiện như xe tút tút hay là Songtheo, taxi hoặc là thậm chí thuê xe máy để đi đến làng Karen. Khi thuê bất kỳ loại phương tiện nào, bạn nên thương lượng giá trước bởi vì tài xế ở đây thường hét giá rất là cao với du khách. Ngoài ra thì khách du lịch không thể đi xe máy mà không có bằng lái xe quốc tế. Kinh nghiệm để đi du lịch ở làng cổ dài Karen. Một vé tham quan vào làng cổ dài Karen là khoảng 500 baht, tương đương khoảng 16 đô la. Phần lớn doanh thu này được chính phủ lấy để hỗ trợ cuộc sống của người dân trong làng. Điều đầu tiên thú vị nhất để thu hút sự chú ý là đếm số vòng trên cổ của phụ nữ. Vòng cổ càng nhiều, phụ nữ càng nhiều tuổi. Trong ngôi làng cổ này thì có khá là nhiều quầy hàng bán đồ lưu niệm. Du khách có thể tìm thấy một loại thổ cẩm, khăn quàng cổ, vòng tay, vòng cổ phù hợp với phong cách bụi bặm hoang dã của mình. Hầu hết phụ nữ bán hàng vì đàn ông đi làm ở những nơi khác. Chế độ mẫu hệ ở làng cổ Karen cũng như các làng mẫu hệ khác thì đàn ông dọn phòng hàng ngày cho phụ nữ, sau đó nấu ăn, tắm rửa, chăm sóc con cái. Nếu có cơ hội đến thăm ngôi làng độc đáo này thì chúng ta đừng ngần ngại chụp ảnh với những người phụ nữ ở đây. Chắc chắn làng cổ dài Karen sẽ mang lại những kỷ niệm khó quên cho du khách. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng là quý vị và các bạn yêu thích những thông tin vừa rồi. Hãy chia sẻ những cảm nhận của mình bằng cách để lại comment phía bên dưới. Và kiểm tra xem mình đã đăng ký nhận tin hay chưa. Nếu chưa thì hãy nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình. Và bây giờ thì quý thính giả có thể nhấn vào đây để chúng ta cập nhật thêm những thông tin nóng hổi hơn. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.